Toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Ngày hôm nay, Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của tu sĩ Đậu Văn Khương. Tu sĩ Đậu Văn Khương sinh năm 1987. Không may, tu sĩ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với Chúa trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn của toàn thể gia đình. Sau đây chương trình lễ tang của tu sĩ Đậu Văn Khương diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, đây là lễ tang của tu sĩ Phêrô Đậu Văn Khương. Tu sĩ Phêrô Đậu Văn Khương sinh năm 1987. Không may, tu sĩ bị tai nạn giao thông. Mặc dù đã được tất cả mọi người đưa tới bệnh viện, các y bác sĩ đã hết lòng chăm sóc và cứu chữa, nhưng vết thương quá nặng, nay tu sĩ đã về với Chúa trong nỗi niềm xót xa, thương nhớ của toàn thể gia đình, bố mẹ cũng như tất cả người thân trong tang quyền. Đây là một sự mất mát, đau thương mà không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình của tu sĩ ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, dẫu biết rằng sự nghiệp và sự cố gắng của tu sĩ học hành đã trải qua bao nhiêu những năm tháng thăng trầm của cuộc đời cho tới ngày hôm nay, thì tất cả công danh sự nghiệp của tu sĩ cũng đã hoàn thành. Và giờ đây thì không may tu sĩ lại gặp tai nạn và đã mãi mãi rời xa trần thế để trở về bên Chúa và được vui vầy bên Chúa. Nhưng chỉ tiếc rằng công lao vất vả của bố của mẹ những ngày tháng qua đã lặn lội nuôi cho tu sĩ cho tới ngày hôm nay, thì giờ đây đã không bao giờ gặp lại người thân, không bao giờ có thể gặp lại được tu sĩ như những ngày qua được nữa. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này cùng với gia đình, và cũng cầu chúc cho tu sĩ được thanh thản, an nhàn bên Chúa kể từ ngày hôm nay. Những giọt nước mắt của người thân, những giọt nước mắt của bố mẹ, của tất cả mọi người về đây, ai ai cũng bày tỏ tấm lòng thương tiếc của mình để vĩnh biệt một người tu sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị, cuộc đời mỗi con người sinh ra trên trần thế này thì không ai có thể giống ai được. 80-90 cũng một đời người, 20-30 cũng kể một đời. Thật xót xa cho hoàn cảnh của tu sĩ lúc này ra đi với tuổi đời còn quá trẻ, còn bao ước mơ hoài bão mà giờ đây đã không còn được sống trên trần gian được nữa. Chỉ biết rằng ai ai cũng chỉ biết rằng thương tiếc cho tu sĩ lúc này đây không biết làm sao được, chỉ biết rơi lệ và chia sẻ cùng với gia đình. Mong cho gia đình hãy cố gắng biến đau thương thành hành động, hãy ổn định lại tinh thần, tiếp tục làm ăn, phát triển kinh tế mai sau, để cho linh hồn
của tu sĩ ở nơi thiên đàng được mỉm cười bên Chúa, và cũng cầu mong rằng tu sĩ hãy luôn che chở cho tất cả gia đình, cho mọi người nhà nhà được bình yên. Trong những năm tháng qua tu sĩ sống trong gia đình thì tu sĩ luôn là một người con hiếu thảo với bố mẹ và lúc nào cũng giúp đỡ bố mẹ tất cả mọi việc trong gia đình. Đối với các anh chị em, tu sĩ luôn là một người anh người em hiền từ mẫu mực. Giờ này đây tu sĩ đã không còn nữa, không biết nói gì hơn, xin cầu chúc cho tu sĩ được an nhàn nơi Chúa và hãy luôn nhìn về để che chở cho tất cả mọi người sống trên đời này luôn được mạnh giỏi bình